Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người anh, người chị tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Em hay nói đúng không? Người ta là rồng lửa, còn riêng các anh chị thì là rắn, nhưng mà rắn lửa. Rắn và rắn đỏ ha, rắn rất là hừng hực khí thế. Thường là người ta rắn thì nó luôn luôn, những người tuổi Tỵ luôn luôn tỏ ra cái sự lạnh lùng và sức sống cái chủ nghĩa cá nhân. Đa phần những người tuổi Tỵ thì luôn luôn có cái vẻ lạnh lùng, ướt át, nó làm cho người ta đáng sợ lắm. Người ta cứ cảm thấy rằng ở gần mình nó luôn có tỏ ra một cái năng lượng gì đó, và cái sức thu hút của họ khi mà họ nói họ rất là kinh khủng. Tuy nhiên là người Ất Tỵ thì lại ngược lại, có thể nói là như vậy, tại vì họ vừa là người mang thiên tính của cái người tuổi Tỵ, nói chung là hơi cá nhân, hơi kỹ một tí xíu. Tuy nhiên là họ lại nặng về cái phần mang cái mệnh của mình, tức là cái người gốc hỏa, tức là nóng nảy, sôi nổi và đặc biệt là sởi lởi. Trong tất cả những người tuổi Tỵ thì có thể nói là Ất Tỵ sinh năm 1965 là một cái người như vậy. Họ không phải như những người tuổi Tỵ khác, họ hết thích uyên thuyên, thích nói chuyện và rất là thích quảng giao, chứ không phải như những người tuổi Tỵ khác chơi là chỉ muốn chơi chơi, người ta không muốn chơi dưới. Thì cái đó là phúc đăng hỏa, người ta có lửa trên đèn, do cái mệnh hỏa của anh chị nó chi phối cái bản tính của người tuổi Tỵ của anh chị rất nhiều. Thì em cũng đã làm cái vận hạn cũng như cái tử vi của năm Mậu Tuất đối với tuổi của anh chị rồi, và làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của anh chị, với nam mạng là sao Mộc Đức và nữ mạng thì sao Thủy Diệu. Thì là sao Mộc Đức thì đối với người mệnh hỏa là cái điều rất là tốt đẹp, thì nó đem lại cái sự năng lượng, năng người ta gọi là mộc sinh hỏa mà. Gặp năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành là hợp hỏa, cho nên là rất tốt cho những người mệnh hỏa. Mà đặc biệt là với các anh chị là Ất Tỵ đầy những cái sự mà gọi là toan tính và thành công ở trong cái tuổi năm nay, có thể nói là như vậy. Tuy nhiên nữ mạng thì có sao Thủy Diệu lại là có nhiều cái chuyện buồn phiền âu lo trong gia đạo, đó là cái điều còn tốt. Còn tất cả là vận niên thì cũng như là vận niên thì kê giáp viên hạn thì cũng không quá nặng nề, thì rõ ràng là điều mà rất là tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị. Thì 6 tháng đầu năm thì chỉ trải qua 2 tháng đầu, đó là tháng Giáp Dần và tháng Ất Mão, tháng 1, tháng 2 là các anh chị có nhiều điều nó hơi khó khăn, hơi buồn phiền. Còn lại là từ đầu năm đến giờ thì các anh các chị đều làm trong những cái gọi là điều tốt đẹp. Như vậy rồi trở lại vấn đề chính, thì em sẽ nói xem cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của anh các chị nó sẽ ra sao, tốt hay xấu. Đầu tiên hết thì phải nói đến tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là một tháng canh thân, tháng mộc đối với gốc mộc. Như vậy mệnh là mộc tương sinh hỏa, bản mệnh rất tốt. Khi bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân, phúc tinh, rồi tài tinh sẽ được phát huy tác dụng, cũng như là sẽ chế hóa được cái phá và bại tinh ở trong cái tử vi của các anh, các chị. Rõ ràng là điều tốt đẹp, đúng không? Ất thì nó hợp canh, thiên can. Ất hợp canh, đây thuộc là ngũ hợp, mà đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. Ất hợp canh mà. Như vậy thì công việc hanh thông, mọi điều đáng để mà chúc mừng. Tỵ thân, người ta nói dần, thân, tỵ, hợi. Nhưng mà thân với tỵ này thì trong tứ hành xung cái cặp mà này thì nó lại đặc biệt, nó là tỵ thân là thuộc nhóm lục hợp, chứ không phải là người ta là lục xung. Người thường là trong tứ hành xung mà những con đứng gần nhau là lục xung, nhưng mà ngược lại ở cái địa chi của cặp địa chi này thì không có, nó là lục hợp, đem lại nhiều may mắn không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Rõ ràng tháng 7 là một tháng báo hiệu rất là nhiều điều tích cực đối với tuổi của các anh các chị Ất Tỵ, đặc biệt là các anh với cái sao Mộc Đức.
Tại sao? Tại vì mộc ha, sinh hỏa, bổn mệnh được tương sinh là sao mệnh rồi kia, tất cả mọi thứ đều tốt. Thiên can thì ất hợp canh ha, địa chi thì được lục hợp. Rõ ràng là các anh có ba cái để xét về tử vi tháng có tốt hay không, các chị có ba tháng cái để xét về tháng thì cả ba đều là tương sinh tương hợp, à, rất là tốt đẹp. Hy vọng rằng với những sự tốt đẹp này sẽ đem đến tài lộc và mọi thứ mà các anh chị mong muốn ha. Nhiều khi số may may vô tháng này trúng số, nhớ trúng việc lót chia em ấy ha, chứ để đừng xài hết mình cũng kỳ lắm. Tại nhờ em báo sáng này tốt mua việc lót, có trúng thì nhớ chia nha. Rồi tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng 8 âm lịch, à, tháng 8 âm lịch là một tháng Tân Dậu, à, tháng Tân Dậu thì thuộc gốc mộc, như vậy mệnh thì cũng sẽ giống như tháng 7 là được tương sinh bổn mạng, được rất tốt, các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi. Thiên can thì chữ Tân nó khắc chữ Ất, à, tháng khắc thiên can công việc dễ sinh rối rắm, gặp chống phá và lâm vào bế tắc, dễ hao tài tổn của. À, mới qua tháng 7 ngon lành, tới tháng 8 là thấy nghe là mệt mệt rồi ha. Tuy nhiên địa chi là Dậu, Tỵ Dậu thì là Tỵ Dậu Sửu là thuộc nhóm tam hợp, à, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc nữa. À, như vậy là tốt đẹp quá trời đối với tụi của các anh các chị. À, như vậy thì tháng 8 âm lịch sẽ có cái thiên can mà Tân khắc Ất, ảnh hưởng nhiều đến công việc, dễ gặp chống phá và lọc vào bế tắc. Tuy nhiên là với cái tam hợp của địa chi và cái tương sinh mệnh của cái mộc sinh hỏa này, hy vọng rằng nó sẽ khống chế và chế hóa được cái tháng 8 có sự khó khăn ở trong công việc cho các anh các chị ha. Các chị là có sao thủy diệu là có chuyện buồn, đừng để người thân hay là người trong gia đình mà gây ra tốn hao cho mình. Ví dụ tháng này mà ai mượn tiền mình thôi, nói mình không có thì cho chắc ăn ha. Vốn dĩ của các anh, nếu mà người tuổi Tỵ khác mượn tiền thì khó lắm, nhưng mà người tuổi Ất Tỵ thì người ta mượn tiền dễ lắm ha, chỉ cần ngọt ngọt ở trong miệng zulola rồi thôi cũng phải đem cho mượn thôi. À, nhưng mà tháng này thì đừng nên, nhiều khi không phải là gì hết, họ khiến mình cho họ mượn cái họ làm ăn không họ thất bại không trả cho mình, đem đến buồn phiền cho mình rồi. Thôi thì né đi ha. Rồi, à, đến tháng tiếp theo là tháng 9 âm lịch. Tháng này là tháng Nhâm Tuất gốc thủy ha. Như vậy mệnh này là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. À, do năm hỏa vượng, dù gì đi nữa thì tháng Nhâm Tuất là, nếu mà đúng là nó là gốc đại hải thủy ha, Nhâm thủy mà, tức thổ đại hải thủy, cho nên là mình có là cái ngọn đèn thôi, phúc đăng hỏa, mình cái lửa có chút xíu à, coi chừng nó dập tắt ha. Cho nên là đừng có mà cưng trong tháng này về sức khỏe và bổn mạng là cần cẩn trọng ha. Thiên can Nhâm Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Nhâm thì thuộc thủy, Ất thì thuộc mộc, như vậy là vẫn thuộc dòng tương sinh ha, thủy sinh mộc, à, công việc tốt đẹp, à, dễ sinh tài lộc. Địa chi Tỵ Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung hợp, cũng không xung không hợp với nhau. À, như vậy là điều tốt đẹp. À, rõ ràng là với cái tháng này như vậy thì sẽ đem nhiều điều tiền tài. À, do chỉ là chủ yếu là cái bổn mạng của các anh các chị cần phải để ý thôi. Cho nên là đừng có bao giờ mà ỷ lại vào cái tháng này. Với cái thủy khắc hỏa thì nó sẽ khắc chế luôn cái phúc tinh và tài tinh của bản thân các anh các chị, và đem đến những cái điều không tốt đẹp. Cho nên là các anh các chị cần cẩn trọng ha. Tháng tiếp theo là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi, đối với năm Mậu Tuất là tháng Quý Hợi. Như vậy là tháng Quý Hợi thì thuộc thủy, tiếp tục là đại hải thủy, tháng này thủy còn dữ hơn tháng Nhâm Tuất nữa, cho nên mệnh thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. À, các anh các chị nên nhớ là một điều ha, à, cái sức khỏe của mình là tháng này nó tuy là thủy âm, nhưng mà thủy này nó còn sâu thẳm, nó còn ghê gớm hơn là Nhâm Tuất nữa,
cho nên là thủy nhiều sẽ hại cho người mệnh hỏa. Mà như đã nói thì là thủy mà nó quá nhiều á thì nó sẽ khắc chế các phúc tinh và tài tinh ha, nó không có tương trợ tốt cho phúc tinh và tài tinh phát huy tác dụng để mà giúp đỡ cái công việc cũng như là tài lộc của mình. Thiên can quý ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Khi mà quý với nạp âm ngũ hành của quý là thủy, ất là mộc, như vậy là thiên can vẫn thuộc nạp âm ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, tốt đẹp cho công việc và tài lộc. Địa chi thì không được tốt đẹp lắm, dần, thân, tỵ, hợi. Tỵ với hợi là lục xung. Lục xung thì như đã nói là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau. Cho nên là rất dễ sinh những cái rắc rối trong những mối quan hệ và tạo ra cho cái người mình trong gia đạo nó có những cái không có được vui vẻ ha. Nó địa chi mà nó chỉ nằm nhiều ở trong cái quan hệ và các mối gia đạo, các mối cái quan hệ và gia đạo của mọi người, cho nên là cần cẩn thận. Với cái tháng 10 như vậy thì rõ ràng là thủy nó khắc hỏa, nó đem lại, nó báo hiệu nhiều điều không tốt đẹp. Đồng thời với cái địa chi mà tỵ hợi lục xung này thì rõ ràng là không ngon lành. Chỉ có cái công việc là không bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà mình có ba cái để xét về tử vi tháng có tốt hay không. Cái quan trọng nhất là cái mạng mà nó được tương sinh thì nó kéo theo nhiều điều lắm. Cái mạng mình là bị tương khắc, là bị khống chế. Rồi thì địa chi lại bị lục xung nữa. Lại gia đình không phải là chỗ dựa, sẽ đem đến nhiều điều mà có thể nói là buồn phiền, không có tốt đẹp cho tuổi của các anh các chị, và đặc biệt là tuổi của các chị với cái sao thủy diệu có chuyện buồn về gia đạo và tình cảm. Con cái sẽ đem đến những cái điều mà không tốt đẹp, cho nên là các chị cần cẩn thận, các anh thì cũng không có nên mà chủ quan với cái sao mộc đức của mình, mà mình xảy ra tranh chấp hay là cái gì đó trong tháng này thì vẫn là thiệt thòi về mình thôi, cho nên là các anh các chị cần cẩn thận ha. Rồi tiếp theo là tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng Kim, như vậy mệnh là hỏa khắc kim, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn bệnh hoạn nhưng nhẹ nhàng. Trải qua hai cái tháng kia là bị tương khắc rồi, là bổn mạng bị đe dọa, thì tháng này mình khắc nó, cái kia nó khắc mình, giờ mình khắc nó thì nó nhẹ hơn một chút thôi, chứ không có ngon lành gì đâu ha. Dù gì đi nữa mình khắc nó cũng khỏe hơn, mình hơn nó, mình hơn mạng nó, chứ để nó hơn mạng mình là đuối á. Thiên can Giáp Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là về thiên can nói nhiều về phần công việc thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn lao ha, vẫn tiếp tục tốt đẹp với cái địa chi, với cái tử vi của năm thì rõ ràng là điều tốt đẹp chứ không có gì xấu xa. Địa chi tỵ tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại xung nhau, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì tháng 11 tiếp tục vẫn phải đề phòng cái bổn mạng của các anh các chị. Còn cái việc thiên can và địa chi thì có thể nói là tốt đẹp, không có việc gì là quá xung khắc nhau. Thậm chí là thiên can còn được tương hợp về nạp âm ngũ hành, rất dễ sinh tài lộc và tiền bạc ha. Như vậy là cũng là điều ngon lành chứ không phải là xấu gì đâu. Rồi không, các anh các chị mà thấy mà tháng như vậy là cũng êm rồi, đúng không? Người Ất Tỵ thì năm nay tử vi tổng năm thì đã tốt, đúng không? Chỉ có nữ thì dưỡng sao thủy diệu đem đến chuyện buồn phiền trong gia đạo chứ cũng không có ảnh hưởng gì tới công việc, vận niên cũng là tốt đẹp ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng Chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy hỏa khắc kim, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng. Thiên can Ất thì đồng hàng mộc, có hàng can giống nhau cũng tốt đẹp. Địa chi là tỵ sửu, tức là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy là điều tốt đẹp. Rõ ràng là tháng 12 còn sẽ tốt đẹp hơn tháng 10, nhưng nó vẫn là tháng hỏa khắc kim thì bổn mạng của các anh các chị cũng có chút vấn đề. Nhưng mà như đã nói ha, thì năm nay là năm mộc, các anh mệnh hỏa là mộc sinh hỏa rồi, mà năm nay can mậu nó thuộc dương ngũ hành, nó hợp hỏa nữa,
cho nên là hỏa nhiều sẽ rất là vượng hỏa, cho nên mà gặp cái tháng mà khắc kim như thế này thì cũng không quá lo lắng về bộ mạng đâu. Các anh chỉ cần để ý vào tháng 9 và tháng 10, đặc biệt là tháng 10. Các anh các chị để ý vào tháng 9 và tháng 10 thì nặng về bổn mạng thôi. À, rõ ràng với 6 tháng đầu năm, à quên, 6 tháng cuối năm, à, 6 tháng đầu năm kết hợp với 6 tháng cuối năm thì cái thiên can, tức là cái phần ảnh hưởng về công việc của các anh các chị đó không có quá nhiều xung khắc. Có thể nói là còn có tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành. Chỉ có một cái đó là tháng Dậu với Tân khắc ấp thì sẽ có hai cái kia nó hai cái mà Tỵ Dậu Sửu họ chế hóa lại bớt, thì rõ ràng nó đem điều tốt đẹp đến cho anh chị. Với những cái vận hạn như thế này thì có thể báo hiệu rằng 6 tháng cuối năm là 6 tháng thành công đối với tuổi của các anh các chị. Chỉ các chị cần để ý với cái tháng bị xung khắc về bổn mạng và xung khắc về địa chi, bị lục xung, để mà tránh né những cái va chạm trong gia đạo cũng như các mối quan hệ. Còn ra ngoài ra thì tốt đẹp. Rất vui vì các anh các chị tuổi Ất Tỵ đã chú ý đón xem cái video của em. Nếu thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác tuổi Ất Tỵ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới ha, để đón chờ những cái tư vấn về tử vi ha, của tuổi, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là của người thân, mà ứng dụng vào cuộc sống cho có cuộc sống nó tốt đẹp hơn và nó hanh thông, giữ được bổn mạng cũng như là biết được mình xui rủi như thế nào mà tránh né. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.